Bạn, tôi đang đi bộ lang thang mấy cái cây nhà tôi đây, đường nhà tôi đây, đường về nhà đây. Đấy, vừa lấy thư xong, thư hôm nay hai cái bill nợ không mà chứ không có gì hết đâu, ok, nợ với nần không à, ok. Đó. Phải hôm nay là thứ sáu ngày mùng 10 tháng 5 2024, ok. Bây giờ là khoảng 8:45 rồi các bạn, tôi mới đi làm nail về. Tôi là chủ tiệm nail, tôi ôn tiệm nail và nail mặn lắm. Còn tôi thì tôi làm tàn tàn thôi. Tôi cũng như là gần như retire rồi. Vậy tôi cho các bạn coi cái cây này rất đẹp nè. Nhưng mà nó đi nó ngã xuống hết rồi. Hoa nè, thấy không? Hoa nhà tôi nè. Trước đó, cái này cứ cạnh nhà tôi nè đó. Hôm bữa nó trắng phếu à. Hai cái cây này to, bữa nó trắng rất đẹp. Vậy mà bây giờ nó đi ngã xuống nó. Hai chim, hai con chim kìa. Bây giờ ra đằng sau này các bạn. Đằng sau nhà tôi là sân golf. Đây là cái tường nhà tôi đây. Tường đó. Tôi ở end unit của cái townhouse các bạn. Đó, nhà tôi ngay đây. Mặt trăng kìa, mặt trăng kìa, mặt trăng. Các bạn không thấy được, hình như mặt trăng đây này, đây. Không thấy được, nó là cái lưỡi liềm thôi. Đằng sau nhà tôi có ao này không? Cái ao này. Và sân golf đó không? Sân golf kìa đó. Góp nè. Nhà cái ông kế bên á thì cái này á nó đi nó chặn cái đường view của ông này. Nhà tôi thì không có gì chặn hết. Ngay cái ao này không có gì chặn hết không? Nguyên cái dãy này thì không ai chặn hết, thấy được cái sân view của cái golf. Chỉ có nhà tôi thấy cái ao rõ nhất. Bên mấy cây kia thì nó chặn của mấy nhà kia. Đó, mai mốt cái này nó học mọc tùm lên. Mọc ngang mấy cái thành tường luôn nè. Xuống nó không được, bây giờ xuống nó thì cũng được. Mấy cây này, mấy cây tròn tròn nè, dính vào áo là khỏi gỡ ra luôn á. Hôm bữa đây, tường nhà tôi đây, hôm bữa cái này là rất đẹp á, giờ nó ra màu hồng hồng rồi. Cái nhụy hoa với lại cái cánh hoa nó đi rớt xuống hết, xuống dưới đất rồi. Chúng chấm bạc vàng này, đỏ đỏ là kiểu hoa không đó. Này nè, nhà tôi đang đi về đây, cái này rất là đẹp nè. Nhưng mà giờ không đẹp nữa, ok, không, giờ hết đẹp rồi. Nó xấu ỉn nè. Thôi tôi lấy thùng rác này vô. Rác nhà tôi, hôm nay thứ sáu cho nên vứt rác buổi sáng này. Giờ xong rồi, ok, bye bye nha.